Hello anh em, số trước anh em đã cùng FPT đi trên chặng đường trở thành số 1 của tin học Việt Nam. Đã ngất ngây chiến thắng thì khủng hoảng suy thoái của IBM như tạt một gáo nước lạnh vào đội ngũ quản lý FPT. Ngủ quên trên chiến thắng thì chắc chắn sẽ suy thoái. Lúc này đây, gánh nặng đặt lên vai người thuyền trưởng Trương Gia Bình. Không thay đổi thì có khả năng sẽ bị loại bỏ lại phía sau. Còn thay đổi thì phải đi đâu, làm gì? Nếu thất bại cũng đồng nghĩa với việc thua luôn cả ván cờ. Tất cả câu trả lời sẽ có trong video hôm nay nhé. Chào mừng anh em tới với chương trình Những Kẻ Xuất Chúng, một chương trình chuyên kể về câu chuyện thành công được phát vào lúc 19 giờ mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh Mentor. Một vài năm trước, Trương Gia Bình có một chuyến công tác ở thành phố Bangalore của Ấn Độ. Ông thấy ngoài đường xá xe cộ người và lợn bò rất hỗn loạn, nhưng trái ngược với cảnh đó là vẻ hào nhoáng sang trọng của một dãy phố, nơi tập trung của các anh tài chuyên gia công phần mềm cho Mỹ, chứng tỏ đây là một lĩnh vực đang ăn nên làm ra của họ. Một ý tưởng lóe lên, tương lai của FPT phải là xuất khẩu phần mềm. Người Ấn làm được thì người Việt mình chắc chắn cũng làm được. Người dẫn dắt phải thấy lo khi thành công, thấy cơ hội với khủng hoảng, hài lòng với hiện tại là giết chết tương lai. Đó là trách nhiệm của người đứng đầu, người đứng mũi chịu sào, Trương Gia Bình. Một hội nghị riêng hồng cấp tốc diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 9 năm 1998 tại Đồ Sơn. Nhiều anh em đã phản đối: chúng ta không biết làm phần mềm, sản phẩm của chúng ta không thể bán được cho Mỹ, dù biết sẽ rất khó, hay thậm chí là cửa thu lên tới 99%. Nhưng Trương Gia Bình vẫn chốt lại một câu rất gọn: anh đã quyết rồi, các chú cứ bàn thoải mái đi. Kết thúc cuộc họp căng thẳng đó, 16 chiến binh được chọn, khoản ngân sách 1 triệu đô được cấp cho thuyền trưởng. Nếu tiêu hết 1 triệu đô mà không thành công thì coi như bỏ giấc mơ xuất ngoại luôn. Vì 1 triệu đô là con số rất lớn thời điểm đó. Doanh thu cả năm của FPT về phần mềm chỉ cỡ 400.000 đô mà chi phí cho lần xuất ngoại này đã gấp tới 2,5 lần rồi. Nhắc tới kỷ niệm này, nhiều anh em FPT vẫn hay hát: chẳng nghe cái lũ ăn nhiều nói phép, bán hết vali Gia Bình đi đánh Tây, để nhớ về cái thời dốc hết túi để đi đánh Tây của FPT. Nhắc tới công nghệ thông tin của thế giới thì phải nói thung lũng Silicon của Mỹ. Một kế hoạch nghe rất sướng tai được vạch ra: FPT phải mở văn phòng tại Mỹ để bán hàng, thuê hẳn chuyên gia người Mỹ bán hàng để am hiểu văn hóa, thói quen của họ. Có văn phòng tại Mỹ, do chuyên gia người Mỹ bán, không vượt được tôm thì cũng phải vượt được tép. Trương Gia Bình nghĩ lần này thắng chắc 10 phần rồi. Kế hoạch hoàn hảo đó mang về kết quả vượt ngoài dự đoán. Trong vòng 1 năm không một hợp đồng nào được ký, đến tép cũng không vượt được chứ đừng nói gì cá lớn. 1 triệu đô mất trắng. Mùa xuân năm 2002, FPT âm thầm đóng cửa văn phòng tại Mỹ, tình ngủ hẳn sau cú vả đầy đau đớn. Sau thất bại đó, các chuyên gia bàn phím, anh hùng ném đá được một phen bàn tán. Họ thi nhau phân tích thất bại của FPT, coi ý tưởng xuất khẩu phần mềm này là điên rồ và lãng mạn. Còn thở là còn gỡ, không chấp nhận thất bại chỉ với một lần thử, Trương Gia Bình tiếp tục dẫn quân sang Ấn Độ. Ông nghĩ đây là một khu chợ, trung tâm thương mại, công nghệ thế giới. Mình mở một sạp hàng tại đây, kiểu gì cũng có khách ghé vào giao việc. Không biết do chợ lớn quá, khách tìm không thấy, hay là do gian hàng FPT bé quá, khách lướt qua mất, không có một đơn hàng nào được chốt. Ấn Độ lại là một thất bại nữa của Trương Gia Bình. Gần 1 triệu đô bay màu, lung lay ý chí hầu hết anh em. Dù cứng mấy thì cũng phải chùn bước. Thu 2 triệu đô tại hai thị trường lớn nhất thế giới đâu phải là con số nhỏ. Mấy ai can đảm để đề xuất đi đánh tiếp? Nhưng vẫn còn một người biết không sợ súng, đó chính là Trương Gia Bình. Chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, đích thân Trương Gia Bình đi bán hàng, thay đổi hoàn toàn cách đánh của FPT, nhắm tới nhóm Blue Chip, tức là các ông lớn trong ngành công nghệ thông tin thế giới. Tại Việt Nam, FPT là đối tác mua nhiều phần cứng nhất của IBM và HP. Trương Gia Bình nói đậm chất bố già như sau: nếu anh mua của tôi 1 đồng, tôi sẽ mua của anh 1.000 đồng, với cái điều không thể từ chối. IBM Việt Nam đã sắp xếp cho Trương Gia Bình có một cuộc gặp với IBM Mỹ. Bước vào phòng họp, ông thấy hơn 20 giám đốc IBM các nước đang ngồi chờ sẵn. Anh em nào từng đi phỏng vấn sẽ hiểu cảm giác này. Mới vào, thấy 5 ông ngồi chờ sẵn là thấy tim đập chân run rồi. Đằng này có tới 20 ông đánh hội đồng thì chắc xin về luôn, chứ nói năng gì nữa. Các giám đốc của IBM ngạc nhiên: tại sao là Việt Nam? Họ nghĩ đang chờ một đối tác đến từ Ấn Độ, Nhật Bản hay ít nhất cũng là Trung Quốc. Câu nói đó cho thấy thương vụ này fail tới 99% rồi. Vì họ nghĩ các nước lạc hậu như Việt Nam cũng để có một sản phẩm chất lượng được. Ai cũng sốt ruột chờ xem thằng cha này có gì hay ho để nói. Nhưng các chú đã nhầm.
đứng trước các chú là một phó giáo sư của Việt Nam, hàng thật giả thật. Thầy mà đã giảng thì đến mù chữ cũng phải biết viết, câm cũng phải biết đọc, mà đã học thì phải gật gù khen hay. Trương Gia Bình lững thững vẽ lên biểu đồ waterfall, thác số. Lấy nguyên lý, nước chảy về chỗ trũng. Nếu ví Internet như dòng nước, sau khi Internet phá vỡ biên giới địa lý trong thế giới thông tin, nó sẽ chảy từ chỗ cao là các nước phát triển sang thung lũng phần mềm là các nước đang phát triển. Độ chính lệch càng cao thì thác nước chảy càng mạnh. Việt Nam là đất nước thích hợp nhất bởi vì dân số trẻ, ham học hỏi và sáng tạo. Một sản phẩm làm ra dù ở đâu thì đầu ra cũng như nhau, nhưng nếu trả lương cho một người Mỹ, người Nhật phải gấp 3 đến 5 lần cho người Việt. Đối tác nghe xong bỗng giật mình như điện giật. Một hợp đồng gia công phần mềm được ký kết. Hợp đồng đó dù nhỏ nhưng giá trị lại quý hơn vàng. IBM được điền vào hồ sơ năng lực của FPT, mở đầu cho chiến dịch săn cá voi của Trương Gia Bình. Bởi vì nếu các công ty lớn như Blue Chip đã mua thì rất dễ để thuyết phục các công ty nhỏ. Thị trường giờ không tập trung vào Mỹ nữa mà đổi hướng sang Nhật Bản. Một thị trường mới khắt khe từ sản phẩm đến văn hóa làm việc. Họ không chỉ yêu cầu một sản phẩm tốt mà quá trình sản xuất cũng phải hoàn hảo. Thậm chí, trong một cuộc gặp, lãnh đạo Mitsubishi Bank nói: "Chúng tôi rất thích phần mềm của các bạn, nhưng để chúng tôi học tiếng Anh đã, rồi bàn về phần mềm với các bạn." Hàm ý của câu này là, các bạn không có cơ hội đâu. Nhưng Trương Gia Bình đã trả lời: "Chúng tôi sẽ học tiếng Nhật và sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Nhật. Dân chơi thế thì còn gì bằng nữa. Bạn thích nhạc nào, tụi tôi sẽ nhảy nhạc đó." Và thế là đại học FPT ra đời, đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin bằng tiếng Anh và cả tiếng Nhật. Nếu chỉ có thế là đã chinh phục được người Nhật thì anh em hơi bị nhầm to. Bởi vì không phải chỉ mỗi ông Việt Nam là sẵn sàng đi học tiếng Nhật, mà các ông khác cũng y chang vậy. Một biến cố lớn xảy ra năm 2011 đã thay đổi tất cả. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trong những trận động đất lớn nhất lịch sử loài người diễn ra tại Nhật Bản, gây ra cơn sóng thần cao 40m. Không chỉ có thế, nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ phóng xạ. Nó nguy hiểm tới nỗi 10 năm sau con người vẫn không thể sinh sống tại đó. Mọi người hoang mang, nhiều người nước ngoài đã lũ lượt rời khỏi Nhật Bản để đảm bảo an toàn. Trong đó có một số nhân viên người Việt Nam của FPT. Công sức khai phá thị trường Nhật Bản cũng chắc trôi theo dòng nước. Tình thế lúc đó, khách hàng thì lâm vào khó khăn, người nhà nhân viên thì liên tục gọi điện, gửi mail, yêu cầu công ty có biện pháp nhanh chóng đưa con em họ trở về nước an toàn. Áp lực đè nặng lên vai ban lãnh đạo của tập đoàn FPT. Những năm tháng chinh phục thị trường Nhật Bản giúp Trương Gia Bình hiểu rằng người Nhật luôn tôn trọng những đối tác đối xử với họ chân thành, tùy trung và cùng vượt qua hoạn nạn. Bởi vậy, trong lúc người ta đang khó khăn nhất, mình mà bỏ cuộc chạy lấy người thì coi như cầm chắc chiếc vé một đi không trở lại với nước Nhật. Vì đó là hành động hèn nhát, trái ngược với tinh thần võ sĩ đạo của Nhật tôn thờ. Vì vậy, ông quyết định sang Nhật để nắm tình hình và giải quyết khó khăn. Ở FPT thì Trương Gia Bình là linh hồn, thuyền trưởng của con tàu. Các lãnh đạo cao nhất như anh Bùi Quang Ngọc, Đỗ Cao Bảo đều không ủng hộ ông đi Nhật. Vì điều đó quá nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới an nguy của tập đoàn. Khó khăn nhất là nóc nhà cũng không cho đi luôn. Nhưng ông nói, anh là tướng thì chỗ đầu sóng ngọn gió là nơi anh đứng. Em không được cản anh vì đó là chính anh. Em mà chống anh tức là em không chấp nhận anh là anh. 4 ngày sau, Trương Gia Bình có mặt tại Nhật Bản, tới thăm đối tác lớn nhất của họ là công ty Hitachi Medical, cùng với 200 ký hàng hóa thiết yếu, dù đó là khu vực có nguy cơ cao từ ảnh hưởng rò rỉ phóng xạ. Quyết định này thực sự là một bất ngờ lớn cho đối tác. Không ai nghĩ một lãnh đạo cao nhất lại dám vào vùng nguy hiểm như vậy. Họ thực sự cảm động với một người bạn như Trương Gia Bình. Một người sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để tới với mình, thì đó chính là người bạn hàng suốt đời. Kể từ sau biến cố đó, FPT đã vươn lên nằm trong top 50 công ty phần mềm hàng đầu tại Nhật Bản, mang về hơn 50% doanh thu từ nước ngoài của FPT trong nhiều năm liền. 9 tháng đầu năm 2023, FPT đã tiến gần tới doanh thu 1 tỷ đô tại thị trường nước ngoài. Tới lúc này mọi người mới thấy, thật may mắn khi FPT có một người thuyền trưởng như Trương Gia Bình, người đã không chịu bỏ cuộc sau 2 lần mang chung đi đánh đất người thất bại. Giờ đây, vị thuyền trưởng đó vẫn đang tiếp tục mơ một giấc mơ mới. FPT trở thành doanh nghiệp số và đứng trong top 50 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ giải pháp chuyển đổi số toàn diện năm 2030. Anh em nghĩ sao về giấc mơ này? Hãy bình luận ở dưới nhé. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu thấy nội dung hay, ý nghĩa thì hãy bấm like, bình luận góp ý, đăng ký kênh và chia sẻ. Kênh sớm đạt 1.000 người đăng ký nhé.